lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên xứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức cầu phúc lành phát sanh. Một tất thầy giả sư tử thần thầy chúng con kính tri ân cùng tâm minh hạnh kính bạch chư tôn đức kính thưa đại chúng bài học hôm nay trong bộ kinh bài 129 kinh Diệu Ngôn chúng con cũng thỉnh thượng tọa tề siêu từ bi những nhạc bài học là một bậc thầy nhé. Đã một bậc thầy nhé. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ Chư Thiên Tăng Đức Phật. Kính chào Thượng tọa Dục Đã, Thượng tọa Đăng, Thượng tọa Tân, Đức Thượng Tri Lục Sư Nguyên Thông, cùng Tri Thượng Đức và Thượng Giáo tất cả. Thu lực kính bạch tình hiện ngu và là bệnh ta thật ra thì cái chữ bệnh ta là trí là người trí và là người ngu nếu mà chúng ta nói là hiện ngu thì hai hạng người này có sự tương phản. Mà phải là trí và ngu. Trí nhân và ngu nhân. Và cái này Đức Phật Ngài đã định nghĩa thế nào là người ngu và thế nào là người trí, nói về đặc tính của họ. Và Ngài cũng cho biết cái kết của người ngu như thế nào và cái kết của người trí như thế nào. Bằng cái này không có khó khăn lắm. Các Phật tử chúng ta sẽ dễ dàng hiểu qua cái tinh văn cũng như cái lời giảng giải của giảng sư. Bài giảng và kinh hôm nay sẽ do giảng sư là Thượng tọa Pháp Đăng giảng giải. Bây giờ trước nhất tôi xin mời cô Lăng Dòng Nghiệp đọc cho chất kinh bài học. Sau đó sẽ cùng dẫn Thượng tọa Pháp Đăng giảng giải bài học này. Nam mô Bổn Thầy. Nam mô Bổn Thầy. Giáo sư Tiểu Lăng Thầy cũng mong kính tri ân Thượng tọa Tịnh Tư đã giảng nhập bài học và những thi con sẽ được tập phần nội dung của bài kinh Hiền Ngôn. Kinh Hiền Ngu là pháp thoại của Đức Phật giảng về người hiền trí, Pandita và kẻ ngu ác, Bà La. Chữ hiền trí phải hiểu theo nghĩa rộng là hiền nhân. Chữ ngu ở đây không nên hiểu đần độn,
mà là người muốn hạnh phúc nhưng lại gây khổ cho mình, cho người. Pháp thoại này của Đức Phật đưa ra những chi tiết về sở hành của chúng sanh trong hiện tại và cảnh giới tái sanh ở tương lai. Phân đoạn 610, hành tướng người ngu. Chính lời nói, hành động và ý nghĩ ta thấy một người là thiện. Kinh văn như vậy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi, tức là thành Xá Vệ, Chê Tá Quán Á, Kỳ Đà Viên, tại tỉnh Xá ông Anna Tất Viên đi cấp cô độc. Tại đấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, bạch Thế Tôn, các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: này các tỷ kheo, có ba đặc điểm, đặc tướng và đặc ấn này của người ngu. Thế nào là ba? Ở đây, này các tỷ kheo, người ngu tư duy, ác tư duy, nói lời ác ngữ và hành các ác hành. Này các tỷ kheo, nếu người tư duy, ác tư duy, không nói lời ác ngữ, không hành ác hành, thì làm sao kẻ trí biết được người ấy? Người này là người ngu, là chân nhân. Và vì rằng, này các tỷ kheo, người ngu tư duy, ác tư duy, nói lời ác ngữ, hành ác hạnh. Do vậy, người trí biết người ấy, người này là người ngu, không phải là chân nhân. Phân đoạn 611, quả báo nhãn tiền của người ngu. Người ác sống trong phiền muộn ngay trong kiếp hiện tại. Kinh văn, người ngu ấy, này các tỷ kheo, ngay trong hiện tại cảm thọ ba loại khổ u. Này các tỷ kheo, nếu người ngu ngồi giữa hội chúng hay ngồi bên đường có xe cộ qua lại hay tại ngã ba từ đường, tại đấy nếu có người nghĩ đến câu chuyện thích hợp về người ấy, này các tỷ kheo, sát sanh lấy của không cho, theo tà hạnh trong dâm dục, nói láo, say rượu men, rượu nấu. Thường ở đây, này các tỷ kheo, người ngu ấy suy nghĩ như sao? Các người ấy nghĩ đến câu chuyện thích hợp về ta, vì những pháp ấy thật có nơi ta, và ta có những pháp ấy. Này các tỷ kheo, đây là loại khổ ưu thứ nhất, người ngu cảm thọ ngay trong hiện tại. Lại nữa, này các tỷ kheo, người ngu thấy các vua chúa sau khi bắt tên trộm cướp có phạm tội liền áp dụng nhiều hình phạt sai khác. Họ đánh bằng roi, họ đánh bằng gậy, họ đánh bằng côn, họ chặt tay, họ chặt chân, họ chặt tay chân, họ xẻo tay, họ cắt mũi, họ xẻo tay, cắt mũi, họ dùng hình phạt vạt dầu, họ dùng hình phạt bối đồi hình, xẻo đỉnh đầu thành hình con sò. Họ dùng hình phạt la hầu khẩu hình, quả mang hình, tức là lấy lửa đốt thành phần hoa, chúc thủ hình đốt tai. Khu hành hình ấy, khu hành hình, tức là lấy rơm bệnh lại rồi siết chặt, bì y hình, lấy vỏ cây làm áo, linh dương hình, hình phạt con như núi, câu nhục hình, lấy câu móc vào thịt, tiền hình, cắt thịt thành hình đồng tiền, khối tráp hình, chuyển hình, cao đạp đài. Họ tưới bằng dầu sôi, họ cho chó ăn, họ đóng cọc những người sống, họ lấy gươm chặt đầu. Ở đây, này các tỷ kheo, người ngu nghĩ như sao? Do nhân các ác hành như vậy, các vua chúa sau khi bắt tin những hình phạt sai khác, họ đánh bằng roi, họ đánh bằng gậy, họ đánh bằng côn, họ chặt tay, họ chặt chân, họ chặt tay chân, vân vân, họ lấy gươm chặt đầu. Những pháp ấy có thật nên những pháp ấy. Nếu các vua chúa biết về ta, các vua chúa ấy sau khi bắt ta liền áp dụng nhiều hình phạt sai khác. Họ đánh bằng roi, họ đánh bằng gậy, họ đánh bằng côn, vân vân, họ lấy gươm chặt đầu. Đây là loại khổ ưu thứ hai, người ngu cảm thọ ngay trong hiện tại. Lại nữa, này các tỷ kheo, khi người ngu leo ngồi trên ghế hay trên giường hay nằm trên đất, lúc bấy giờ những ác nghiệp người ấy làm từ trước như thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, treo nằm, treo áp, treo đè lên người ấy. Ví như, này các tỷ kheo, vào buổi chiều, những bóng các đỉnh núi treo nằm, treo áp, treo đè trên đất. Cũng vậy, này các tỷ kheo, khi người ngu ngồi trên ghế, hay ngồi trên giường, hay nằm dưới đất, trong khi ấy các nghiệp quá khứ của người ấy, tức là thân hành ác, tức là thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành,
treo nằm, treo áp, treo đè trên người ấy. Ở đây, này các vị kheo, người ngu suy nghĩ như sao? Thật sự, ta không làm điều phước, không làm điều thiện, không làm điều chống lại sợ hãi, làm điều ác, làm điều hung bạo, làm điều tội lỗi, không làm điều chống lại sợ hãi. Do làm điều ác, làm điều hung bạo, làm điều tội lỗi, nên phải đi đến ác thú. Ác thú ấy, sau khi chết, ta phải đi. Người ấy sầu muộn, than van, than khóc, đấm ngực, rên la và rơi vào bất tỉnh. Này các tỷ kheo, đây là sự cố ưu thứ ba. Ngay trong hiện tại, người ngu phải cảm thọ. Phân đoạn 612, cảnh giới thọ sanh của người ngu. Cảnh giới tái sanh khổ đau của người ngu. Cảnh giới tái sanh của khổ đau của người ngu ác thật là đầy bất hạnh. Này các tỷ kheo, kẻ ngu kia sau khi làm thân ác hạnh, sau khi ác tâm ý, cũng như muốn nói một cách đúng đắn về địa ngục, phải nói rằng địa ngục hoàn toàn không tốt đẹp, hoàn toàn không khả ái, hoàn toàn không thích ý. Về vấn đề này, này các tỷ kheo, cho đến một ví dụ cũng không dễ gì, vì rất nhiều là sự đau khổ của địa ngục. Khi được nói vậy, một tỷ kheo khác bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có thể cho con một ví dụ được không? Thế Tôn đáp, có thể được, này tỷ kheo. Ví như, này tỷ kheo, có người bắt được một tên trộm cắp dẫn đến trước mặt vua và thưa, Tâu Đại Vương, đây là một tên trộm cướp phạm tội cho ngài, đại vương muốn. Và vị vua ấy nói như sau về tên trộm cướp ấy. Này các ông, hãy đi. Và vào buổi sáng, hãy đâm người này với 100 ngọn giáo. Và vào buổi sáng, họ đâm người ấy với 100 ngọn giáo. Rồi đến trưa, vua nói như sau. Này các ông, người ấy ra sao? Tâu Đại Vương, nó vẫn còn sống. Rồi vua lại nói như sau về tên trộm cướp ấy. Này các ông, hãy đi và vào buổi trưa, hãy đâm người này với 100 ngọn giáo. Và vào buổi trưa, họ đâm người ấy với 100 ngọn giáo. Rồi đến chiều, vua nói như sau. Này các ông, người ấy ra sao? Tâu Đại Vương, nó vẫn còn sống. Rồi vua lại nói như sau về người kia. Này các ông, vào buổi chiều, đâm người này với 100 ngọn giáo. Họ đâm người ấy với 100 ngọn giáo. Này các tỷ kheo, ông nghĩ thế nào? Người ấy bị đâm 300 ngọn giáo. Do nhân duyên ấy, có cảm thọ khổ ưu tông. Thế Tôn, chỉ bị ngọn giáo đâm một lần, người kia, do nhân duyên ấy, cũng cảm thấy khổ ưu. Còn nói gì đến 300 ngọn giáo? Rồi Thế Tôn lượm lên một hòn đá nhỏ, lớn bằng bàn tay, và nói với các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, các ông nghĩ thế nào? Cái gì lớn hơn? Hòn đá này to bằng bàn tay do ta lượm lên, hay núi Tuyết Sơn, Himalaya, vua các loại núi? Thật là quá nhỏ, bạch Thế Tôn, hòn đá này lớn do Thế Tôn lượm lên, so sánh với Tuyết Sơn, vua các loại núi, nó không đáng kể gì, nó không bằng một phần ngàn vạn lần của núi Tuyết, nó không thể so sánh. Cũng vậy, này cái thứ hai, họ lấy cục sắt nung đỏ đóng vào, họ lấy cọc nung đỏ đóng vào giữa ngực. Người ấy ở đây thọ lãnh các cảm giác đau thống khổ khốc liệt, nhưng người ấy không có thể mình chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. Này các tỷ kheo, các người giữ địa ngục bắt người ấy nằm xuống và lấy búa chặt người ấy. Người ấy ở đây thọ lãnh các cảm giác đau đớn thống khổ
Nhưng người ấy không thì ác nghiệp của người ấy chưa được. Này các tỷ kheo, người dựng ngược người ấy chân phía trên, đầu phía dưới và lấy búa chặt người ấy. Người ấy ở đây cảm thọ vân vân cho đến chưa được tiêu trừ. Này các tỷ kheo, các người giữ địa ngục cột người ấy vào một chiếc xe, kéo người ấy chạy tới chạy lui trên đất, được đốt cháy đỏ, cháy thành ngọn, cháy đỏ rực. Người ấy ở đây cảm thọ vân vân cho đến chưa được tiêu trừ. Rồi này các người giữ địa ngục chạy lên, kéo người ấy xuống trên một sườn núi đầy than hừng, cháy đỏ, cháy thành ngọn, cháy đỏ rực. Người ấy ở đây cảm thọ vân vân cho đến chưa được tiêu trừ. Rồi này các tỷ kheo, các người giữ địa ngục dựng ngược người ấy chân phía trên, đầu phía dưới và quăng người ấy vào một giặc dầu bằng đồng nung đỏ, cháy thành ngọn, cháy đỏ rực. Người ấy ở đây bị nấu với bọt nước sôi sùng sục, ở đây bị nấu với vạt nước sôi sùng sục. Khi thì nổi lên trên, khi thì chìm xuống đáy, khi thì trôi giặt ngang. Người ấy ở đây thọ lãnh các cảm giác đau đớn, thống khổ khốc liệt. Nhưng người ấy không có thể mình chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. Rồi này các tỷ kheo, những người giữ địa ngục quăng người ấy vào đại địa ngục. Này các tỷ kheo, đại địa ngục ấy có bốn góc, bốn cửa chia thành phần bằng nhau. Xung quanh có tường sắt, mái sắt lập lên trên. Nền địa ngục bằng sắt nung đỏ, cháy đỏ rực, đứng thẳng, luôn có mặt, rộng 100 do tường. Này các tỷ kheo, với rất nhiều pháp môn ta nói về địa ngục, nhưng thật khó nói cho được đầy đủ. Này các tỷ kheo, vì đau khổ ở địa ngục quá nhiều. Này các tỷ kheo, có những loại sinh vật thuộc loại vàng xanh có hơi thở, chúng ăn những cỏ ướp và khô với răng nhai nghiền cỏ ấy. Này các tỷ kheo, vật ấy thuộc loại vàng xanh có hơi thở, ăn cỏ là gì? Các loại ngựa, trâu, bò, lừa, dê, nai hay các sinh vật khác thuộc loại bằng xanh có hơi thở, ăn cỏ. Này các tỷ kheo, người ngu ấy do trước kia làm các ác nghiệp ở đây, sau khi sinh kheo có các sinh vật thuộc loại bằng xanh có hơi thở và ăn phân. Chúng ngửi được mùi phân từ đường xa, liền chạy tới, nghĩ rằng chúng ta sẽ ăn ở đây, chúng ta sẽ ăn ở đây. Ví như các bà la môn chạy đến, ngửi được mùi lễ tế sanh, nghĩ rằng chúng ta sẽ ăn ở đây, chúng ta sẽ ăn ở đây. Cũng vậy, này các tỷ kheo, có các loại sanh vật, loại bằng sanh có hơi thở và ăn phân. Chúng ngửi được mùi phân từ đường xa, liền chạy tới, nghĩ rằng chúng ta sẽ ăn ở đây, chúng ta sẽ ăn ở đây. Và này các tỷ kheo, các sinh vật ấy thuộc loại bằng xanh có hơi thở và ăn phân là gì? Các loại gà, heo, chó, chó rừng, giả can hay tất cả các sinh vật khác thuộc loại bằng xanh có hơi thở, ăn phân. Này các tỷ kheo, người ngu ấy do trước kia hưởng thọ ở đây, do trước kia làm các ác nghiệp ở đây, sau khi thân quẹt nấy, những loại hữu tình ăn phân. Dạ xin xin Nhật Quỳnh loại bằng xanh có hơi thở ra trong nước và trong nước chết trong nước. Và này các tỷ kheo, các sinh vật ấy thuộc loại bằng xanh có hơi thở sinh ra trong nước và trong nước chết nước là gì?
các loại cá, rùa, cá sấu, các sinh vật khác thuộc loài bào xanh có hơi thở sinh ra trong nước và trong nước chết trong nước. Này các thịt kheo, người ngu ấy do trước kia hưởng họ ở đây, do trước kia làm ác sanh hoạt cộng là các loài hữu tình sanh trong nước và trong nước chết trong nước. Này các thịt kheo, có các sinh vật thuộc loài bào xanh có hơi thở sanh ra trong bất tịnh và trong bất tịnh chết trong bất tịnh. Và này các thịt kheo, các sinh vật ấy, các loài thuộc bào xanh có hơi thở sanh ra trong bất tịnh và trong bất tịnh chết trong bất tịnh là gì? Này các thịt kheo, các loài hữu tình nào sanh ra trong cá thúi, hai già trong cá thúi, hai chết trong cá thúi, hai trong tử thi thúi, hai trong bụng nước, hai sinh ra trong đồng nước, nhớ, vân vân, dạ vân vân, hai chết trong đồng nước, nhớ. Này các thị kheo, người ngu ấy do trước kia hưởng thọ ở đây, do trước kia làm các ác nghiệp ở đây, sau khi thân hoại mạng chung sanh ra cộng trú với các loài hữu tình ấy, tức là các loài hữu tình sanh ra trong bất tình và trong bất tình chết trong bất tình. Này các tỳ kheo, với rất nhiều pháp môn ta nói về các loài bàm sanh nhưng thật khó nói cho được đầy đủ. Này các khổ hiền, ví như này các một khúc cây có một lộc trên gió từ phương một ngọn nó trôi qua phía bắc. Trời có 100 năm mới trời đầu lên một lần. Thì các tỳ kheo, các ông nghĩ thế nào con rùa mù ấy có thể đứt cổ qua rễ cây này được không? Nếu có được chăng nữa, Bạch Thế Tôn, thầy chỉ được một lần, một thời gian rất là lâu. Còn mau hơn thì kheo, con rùa mù ấy có thể vào khúc cây có lỗ hổng kia. Nhưng ta tuyên bố rằng còn khó hơn được làm người trở lại, một người ngu bị rơi vào đọa xứ. Vì sao vậy? Vì người ấy, vì ở đấy này các thì kheo, trong gia đình thấp hèn, trong gia đình hạ cấp, trong gia đình kẻ đi sau, trong đè xe, hay trong gia đình thân, trong những gia đình nghèo khốn, không đủ để uống hay để ăn, cho đến miếng vải che lưng cũng khó tìm được. Khó nhìn, lùn, thấp, hai bệnh, mù, hai cốt què, hai bị hại, người ấy không thể được các đồ ăn, đồ uống, vải xa, vòng hoa, hương liệu, giường nằm, chỗ trú xứ và ánh sáng. Người ấy hành thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, việc hành thân hành, khẩu ác hành, ý ác hành. Sau khi thân hoại mạng chung, sinh ra trong cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Sáu trăm mười ba, sự bất hạnh khởi điểm đến cuối hành trình của kẻ ngu. Kinh văn: ví như này các tỳ kheo, một người đánh bạc trong canh đậu bạc đầu tiên, mất con, mất vợ, mất tất cả
tài sản phải tù tội. Nhưng này các tỳ kheo còn nhỏ bé canh đậu bạc ấy, do canh đậu bạc đầu tiên này người ấy mất con, mất vợ, mất tất cả tài sản, lại cuối cùng phải tù tội. Coi khẩu ác hành, ý ác hành, sau khi thân hại mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục. Này các tỳ kheo, đây là địa xứ hoàn toàn viên mãn kẻ ngu, viên mãn của kẻ ngu. Trong 14 thành tướng của người hiền trí, biểu lộ của người hiền trí là ba nghiệp hiền thiện. Kinh văn này các tỳ kheo, có ba đặc điểm, đặc tướng và đặc ấn này của người trí. Dạ, con kính nhân mình đến thượng tọa giác đẳng. À, xin sám hối với chư tăng và xin lỗi quý Phật tử. Bạch quý ngài và thưa quý Phật tử, xin được thỉnh ý thượng tọa điều cũng như thượng tọa học pháp đăng và chư tăng. Thật ra bài kinh này là một bài kinh rất là lợi ích. À, đúng ra đó thì trong tất cả các quyển kinh tụng thì nên có cả bài kinh này. Điểm mà chúng ta nên chiêm nghiệm. Do đó, có biết chư Tôn Đức có đọc là chúng ta chia thành hai buổi giảng. Ngày hôm nay thì chúng ta giảng phần đầu, tức là phần vừa được nghe từ người ngu. Và thứ sáu này chúng ta sẽ trở lại để thỉnh thượng tọa cho siêu giảng về, vì bài kinh này lợi ích lắm, lợi ích lắm nếu mà chúng ta có dịp đọc tụng hàng ngày. Thì không biết chư tăng có đồng ý không, nếu mà thượng tọa từ siêu khoan hỷ đó, và tọa tăng khoan hỷ đó, thì hôm nay chúng ta chỉ giảng gì mà vừa đọc về người ngu, và sau đó thì chúng ta sẽ chúng ta sẽ để phần sau chúng ta bỏ. Kinh Đại Bát Niết Bàn ở trong Phật giáo giống Kinh Đại Bát Niết Bàn trong Trường Bộ, và bên Pháp Tông Kinh Hiền Ngu á, nó tương đương với Kinh Bổn Sanh và Túc Sanh Truyện, câu chuyện tiền thân. Trong Kinh Hiền Ngu ở bên Đặng đây là bài giáo hôm nay, và rất là hoan nghênh là chúng ta chỉ quyền bậc. Hôm nay chúng ta có đầy đủ tất cả chư vị giảng sư kính cùng chân trình học được. Dạ. Tức tắc. Cái nền lệ thần tòa thầy siêu, thầy giác đẳng, thần tòa thầy quyền, tập tăng, hay được tệ tri sư phụ với chư Tôn Đức Tăng. Kính chào cái bài của thầy, kính chào Phật tử. Thì qua thực cái bài hiền vô này đó, thì chúng ta thấy chia làm hai phần. Và với lời dạy của Đức Phật, thì quả thật là Ngài có dùng cái hình ảnh, dù là bắt nhiều cái ngôn từ nói về cái khổ đi cùng, cũng không thể nào nói hết.
Và cái khổ địa ngục á, nó rất là khó diễn tả cho hết được. Thì ta thấy rằng Đức Phật á, thì ngày đề cập đến cái quả. Ý của Đức Phật là muốn nói đến như vậy. Còn nhiều khi chúng ta biết người lạc hôn nhân là cái người ngớ ngớ ngẩn ngẩn ở đời này đó, thì họ ngớ ngớ ngẩn ngẩn nhưng mà họ mà mình nói chung là họ có khả năng để thuyết phục đời đó. Ví dụ mình thấy rằng có nhiều người họ thuyết phục đời, rất là nhiều người đi theo họ với những cái lập luận lõa lồ thân thể hay là này kia nọ, có thể là họ hành những cái hành dâm dục gì kia nọ, thì chúng ta thấy rằng cái người như đó là họ có cái khả năng. Nhưng mà chúng ta thấy người lạc hôn nhân ở đây thì chúng ta biết rằng Đức Phật ngày muốn nói cái người ngu đó là nếu cái người đó là dù là ở cái góc độ nào trong đạo hội này, nhưng mà cái người làm thân hành như vậy, khẩu hành như vậy, ý hành như vậy thì được gọi là người ngu. Và trong cái đặc điểm, đặc tướng hay là cái đặc tính của người ngu đó thì được Đức Phật này nói cái người ngu thì có người là hay là những cái tư duy sân hận hãm hại, nên người đó có cái tư duy ác, ý là muốn nói như vậy quý vị. Khi một cái người mà có cái tư duy ác đó, là họ có nhiều cách xóa họ đó, nó đem đến cái sự đau khổ, hoặc là họ lập luận những cái lập luận. Chúng ta thấy như người kịch sư đó, trong cái tổ kịch sư đó, nói với học trò đó là mình làm cho người ta cười đó, thì sanh vào y tiếu, nhưng mà thật sự là không phải cái gì, chỉ sanh vào địa ngục y tiếu mà thôi. Nên chúng ta hiểu cái người ngu quá tư duy đó là nói sự suy biện họ đại, họ nói những lời ác ngữ là gì, họ nói những cái lời ác ngữ đó, ví dụ nói những lời độc ác, nói những lời gì, có những nào đó của bản thân họ, nên ta hiểu cái ác ngữ là một cái lời nói mà gây đến cái sự chết chóc, mất phương hướng của người đời, không có định được cái phương hướng, không có thoát khỏi được những cái hại ngay trong cuộc đời này, là những điều như vậy. Nên chúng ta hiểu là cái lời nói, những cái lời nói bất cứ những cái ngôn ngữ nào, nhưng mà những cái ngôn ngữ đó nói mang lại cái sự đau khổ
mang lại cái sự mê si. Trung như cũng như là Đức Phật ngài nói rằng ngài cứu bầy nai đó bằng cái cách là đem con nai đực nai cái đi đó là cái sự vô minh, nên ngài mang lại cái sự an lạc cho bạn. Thì chúng ta cũng hiểu rằng đó, những cái người mà có cái ác ngữ đó thì họ nói những cái lời nói mà làm cho mình tham ái, si mê, làm cho mình mất đi những cái khả năng tiến bộ. Như vậy thì những cái lời nói đó cũng rất là như vậy. Thì chúng ta biết ác ngữ đó là những cái lời nói nào mà mang lại cái sự đau khổ. Những cái ác hạnh đó là gì? Chúng ta thấy rằng thân hạnh làm những việc sát sanh, trộm hay tà dâm, và những người họ có những cái là rất là những cái lời nói của họ rất là giỏi, những cái lý thuyết của họ rất là trôi dài, nhưng mà khi mà họ hành ác hạnh hay là họ chấp nhận cái ác hạnh của thân đó, như là hạnh tà dâm hay là hạnh sát sanh hay là hạnh trộm cắp đó, thì họ nói cách cái kia. Thì ngay tại những người đó khổ. Là người đó khi mà họ làm những cái việc cái họ suy nghĩ hay là họ nói những việc như vậy đó, thì họ ngồi giữa hội chúng đó, thì rất là nhiều những cái bậc trí. Chúng ta thấy rằng tại trong đời thì rất nhiều những vị Bồ Tát có những việc, những cái thiên nhãn thuần tịnh, hoặc là những vị chứng được thiền, những có túc mạng minh, những cái người, những cái vị chư thiên, bạn tiên, những chúng sanh có năng lực thì ở trong đời rất là nhiều. Và cái người đó nên một cái sự hiểu biết là có những cái tội lỗi mình làm, mình giấu giếm, nhưng mà vẫn những người ta biết được chứ không phải là không biết. Nên Đức Phật ngài nói rằng cái người ngu dù ngồi giữa hội chúng hay ngồi ngã ba hay ngã tư đường hay là bến xe, những câu chuyện thích hợp về người ấy là họ nói về những cái việc mà lấy của không cho, hay là tạm trong danh dục láo, hay là uống rượu ăn rượu nấu. Thường ở đây các vị khen người ngu suy nghĩ, họ có khuynh hướng suy nghĩ những cái câu chuyện như vậy về là thích hợp về người ngu đó. Chứ vậy thì thật sự là có nơi cái tâm tư, cái sở hành của người đó có những cái pháp này. Chứ vậy mà cái người đó khi suy nghĩ đó thì thấy rằng thật sự là mình là một cái người khổ, một cái người khổ có cái cảm giác. Nếu mà cái cảm giác đó thì chúng ta biết là tâm nó vẫn có cái thọ, cái tâm nào nó sanh lên cũng vẫn có cái cảm thọ. Và khi mà mình làm cái việc ác đó, thì chúng ta cũng họ vẫn biết được mình làm ác, nhưng mà mình làm ác thì mình dừng lại. Nên thường thường chúng ta thấy như là năm triền cái, như tham dục cái, sân độc cái, hôn triền cái, đảo cái hoài khởi, thì phải có cái trí để nhận biết. Còn khi một cái người mà cũng không có những biết đó, thì họ có những cảm giác những cái cảm giác đau khổ ngay trong hiện tại. Và cái người ngu đó thì nếu mà họ sống giữa cái ở đâu đó, thì chúng ta thấy những người đó luôn luôn họ thấy vua chúa hay là những cái quan quyền họ bắt những người trộm cướp hay là những người sát sanh hay là những người tà hạnh đó, thì thấy vua chúa đó đánh người đó đánh bằng đủ ở hình ca hình đó, chúng ta thấy rất là nhiều những cái cách mà xưa nay người ta nói về những cái cách mà hành hình những cái người mà hung dữ hay sát nhân có thể bằng nhiều cách. Cho đến bây giờ thì chúng ta vẫn thấy người ta bắn tử hình, hoặc là người ta dùng, hoặc người ta cho điện giật chết, nó cũng có nhiều cái cách. Nhưng mà nếu mà một cái người ngu đó thì họ thấy vua chúa áp dụng những cái hình phạt như vậy trên cái người tội nhân, nên cái người ngu đó vẫn thấy cái cảm giác bất ổn, bất an,
vì mình làm những cái việc đó, mình nghĩ những cái việc đó và mình nói. Nên ít nhiều gì cũng có rất là nhiều những người họ biết mình, họ có thể cho du biết, cho quan biết, để bắt mình và hành hình mình như là cái cách mà vua chúa hành hình những cái người tội nhân. Như vậy ở trong cái bài học thì xẻo đỉnh đầu cái là khẩu lá khẩu khẩu hình hay là quả mang hình là lấy rơm quấn vô cái người đó rồi đốt người đó, hoặc là đốt tay đốt chân, hoặc là bệnh rơm lại, bằng rất là nhiều những cái cách mà chúng ta thấy móc thịt, móc câu móc bằng vào cái hàm cổ của chúng ta đó, hay là móc vào thịt, hay là bằng nhiều cái cách, hành hình, như là lấy dầu nấu sôi rồi tưới lên, hoặc là đóng cọc người sống, hoặc là dùng gươm chặt đầu. Thì cái điều đó thì chúng ta thấy trong những cái chuyện thì rất là nhiều, nhưng mà thời kỳ bây giờ đó thì những cái việc này nó ít, nhưng mà nó có thầm kín ở bên trong. Người ta cũng vẫn còn dùng nhiều cách để tra tấn, hoặc là đánh đập, khai thác những cái người mà làm tội mà họ chưa có khai hết những cái việc tội của họ. Thì chúng ta vẫn thấy ở trong đời nào cũng vậy, những cái người mà họ mất đi cái khả năng của bản thân mình rồi, họ là người những cái hình phạt bị bắt trói rồi đó, họ bị đánh nhiều cách, họ bị hành hình nhiều cách, họ bị vua chúa đó hành hình rất là nhiều cách, đánh đập và họ bằng nhiều cách. Như vậy thì nếu mà cái người sống mà họ làm những việc ác đó, thì họ vẫn có những cảm thọ thứ hai là thấy vua chúa hành hình và nghĩ mình sẽ bị những cái việc này tiếc sao vậy thôi. Và Đức Phật ngày thí dụ khi mà họ làm ác đó thì giống như là buổi chiều ánh mặt trời rọi lên đỉnh rồi núi nó chè xuống các cánh đồng hay là các khu vườn, thì Đức Phật nói rằng người mu đó họ làm những cái việc đó họ vẫn bị bất an. Nên bình thường quý vị biết rằng khi mà nói về những cái việc mà bất thiện đó, khi mà cái người mà làm việc bất thiện đó thì họ ngủ không được an vui, tức không được an vui. Trước hội chúng thì họ sợ sệt, trong tâm thì họ lo lắng. Khi mà đêm hôm thì có ai mà gõ cửa đó, khi bệnh thì tâm họ rối loạn, khi chết họ rơi vào đọa xứ. Thì điều đó cũng được chúng ta hiểu giống như là một cái người ngu khi mà họ ngủ cũng không được an vui, mà họ thức cũng không được an vui vì họ làm những việc ác. Nên họ, và cái việc ác đó cứ giống như là một cái ngọn núi, rồi cái bóng của ngọn núi nó đè xuống khu vườn hay khu ruộng hay là một ngôi nhà hay là một cánh đồng nào đó. Khi mặt trời xếp chiều đó thì cái ngọn núi cao nó có cái bóng của ngọn núi. Thì Đức Phật ngày nói rằng một cái người khi mà họ làm những cái việc khung ác đó, tàn bạo đó, thì họ luôn luôn họ phải chịu sự khổ đau như vậy. Dù là họ nằm hay ngồi đó thì họ cũng bị ám ảnh. Bởi thường thường quý vị biết rằng tâm của chúng ta nó biết cảnh, và cái tâm biết cảnh mà mình đã làm rồi thì luôn luôn lúc nào mình nhất và mình thường hành những cái việc đó thì lúc nào tư của mình cũng nặng. Tiểu đá đó nó đè ép cái người đó xuống, thì cũng vậy, Đức Phật nói rằng cái bóng nó đè những cánh đồng do cái bóng ngọn núi đè xuống, thì một cái người làm ác họ luôn luôn họ bị những cái việc làm của họ đó, và họ thấy vua mà người mà họ bị những cái hình phạt đó rồi, thì mình cũng thấy họ rất là thê thảm, mình mẩy thèo, hoặc là
hoặc là nó phải bị từ đất người ngu đó. Họ có những cái cảm họ họ luôn luôn họ có những cái cảm giác ô tư thứ hai thứ ba ngay trong hiện tại này. Khi mà họ thì họ làm ác mà họ không có làm lành, nên họ đó luôn luôn lúc nào họ cũng nghĩ đến và người ta ở đời thì ai cũng nói khi làm ác thì đi vào địa ngục ngạo kỷ, đi vào đây là những cái cảm thọ đau khổ, những cái u tư tâm tư người ngu. Và Đức Phật các thì ngài nói chúng ta cũng biết rằng ở trong kinh thì vẫn có những cái cảm thọ mà những cái động lực nó cho ra cái quả ác ngay hiện tại, là khi mình làm ác thì mình vẫn bị u buồn, mình vẫn sợ sợ những cái cảnh giới và mình vẫn sợ sợ người này người kia biết, những thần linh biết. Và cái người ngu đó, khi mà chúng ta nói về cái động lực thì vẫn là có sanh có nghiệp, là cái động lực thứ bảy là chết xong rơi vào đó. Người ngu đó họ những việc ác đó thì họ nghe người ta nói về tái sanh ở trong đau khổ đó, thì thật sự những cái lời nói của người đời đó rất nhiều, đó là họ cũng hiểu biết từ của các bậc thánh hiền, nhất là Đức Phật. Khi mà nói đến những cái người mà họ làm ác thì họ tái sanh vào cảnh khổ, và nhất là hiện tại đó, thấy những người sanh ra tàn tật đen lùn xấu xí, thấp bị hình hài tay chân đó, nó không có được kiện toàn. Bởi mình thấy rất là nhiều những cái người như vậy, và những người như vậy thì người đời họ nhìn vào họ nói những người này bị những cái đau khổ, bị những cái ác nghiệp nên sanh ra cái thân hình không có đoan chánh. Thì chúng ta cũng biết rằng ít nhiều gì mình nghe Phật pháp đó, thì mình vẫn nói, cũng như là Phật tử chúng ta thì mình nghe Phật mình vẫn nói được. Và những cái người sống trong đời này đó, ít nhiều hiểu Phật pháp nên họ gặp những cái người làm ác thì họ vẫn nói những cái cảnh giới đó. Và Đức Phật ngày với Phật trí đó, với cái Phật tuệ đó, thì Đức Phật ngày vẫn thấy chúng sanh đó, chúng sanh sanh vào cõi dữ ác thú đọa xứ địa ngục đó. Nên khi nói đến một cái ngực trần ác đó thì họ phải nói rằng hoàn toàn không có tốt đẹp, hiện tại họ cũng phải đau khổ mà tương lai họ cũng đau khổ, và sao sao nữa đó họ vẫn đau khổ. Chúng ta hiểu là cái năm cái động lực giữa nó cho nó hậu quả nghiệp là họ vẫn phải tiếp tục tái sanh tổng. Những cái ác nghiệp, những cái nghiệp không khả ái, không khả hỷ, không khả ý, nó phải nói đến là những cái nghiệp làm không có thánh thiện. Chính vì như vậy nên khi mà nói về thì trong cái bài kinh này chúng ta vẫn thấy Đức Phật ngày nói về những cái đó là những vị chư thiên quá thần lực, nên những cái vị này khi mà tham những cái tội thì những cái tội nhân được dẫn đến trước mặt Đức vua Yama và những bị thay những cái tội bình tổng đó. Thì chúng ta biết rằng Đức Phật ngày cũng đưa ra hình ảnh thí dụ một cái người mà phạm tội họ rơi vào khổ cảnh thì họ rất nhiều sự khổ đau, và Đức Phật ngày muốn thí dụ ngày nói về một cái người tội nhân bị bắt
bị bắt là vua chúa đó là hành hình, thì vua chúa đó là giao cho những người cai ngục đó họ đâm những cái người tội nhân đó 100 giáo buổi sáng, nhưng mà 100 giáo đó cũng không làm người đó chết được, vì cái ác nghiệp của họ cho họ giác đau đớn và cảm giác đau đớn rất là khó diễn tả với 100 con ngọn giáo này. Rồi buổi trưa họ cũng bị đâm nhưng mà họ vẫn không chết, rồi buổi chiều họ cũng bị đâm mà họ vẫn không chết. Như vậy thì Đức Phật ngày nói đến 300 cái ngọn giáo mà một người tội nhân phải chịu 1000, thì ông nghĩ như thế nào? Rồi Đức Phật ngày tiếp tục một cái hình ảnh ví dụ nữa là ngày nói đến dù một cái người đó bị những cái ngọn giáo đâm nhiều như vậy, những cái cảm tỏ kinh khủng như vậy, nhưng mà Đức Phật nói rằng những cái cảm tỏ đó nó tích tỏi giống như một cái miếng đá ở trong núi Hy Mã Lạp Sơn. Ba tôn giáo đó được ví như một mảnh đất và cái địa ngục nó giống như tá vậy, nên cái cảm tỏ đau khổ trong địa ngục rất là kinh khủng. Và cái sự cảm giác bị 300 ngọn giáo đó rất là nhỏ, cũng giống như một cái miếng đá trên bàn tay của Thế Tôn. Còn cái núi vua của các núi đó thì rất là to lớn, không có thể nào so sánh dưới một miếng đá trên bàn tay. Nhưng mà Đức Phật ngày nói rằng một cái người mà bị 300 ngọn giáo trong một ngày đó, thì cái cảm giác đau khổ của họ trong địa ngục có đáng kể gì. Trong địa ngục đó thì đau khổ rất là kinh khủng. Một cái diễn tả đó thì trong địa ngục đó thì chúng ta thấy bất luận là lúc nào, giờ nào, không có một giây phút nào mà người đó ngăn được cái sự đau. Với nhiều sự đau khổ giống như mình vào một trong cái nhà lửa, không có thể nào một phút một cảm giác đau đớn. Một người khi rơi vào địa ngục đó thì họ cũng giống như là người ở trong một cái nhà lửa nóng, thì bất luận là để chân, để tay, để da đầu, để đâu vô đó thì nó cũng đều bị nóng phỏng. Thì Đức Phật ngày cho biết rằng ở trong địa ngục đó cái sự đau khổ rất là kinh khủng như vậy, nên đó, những cái cục sắt được nung đỏ và được đóng vào những cái bàn tay, bàn chân. Những cái cọc sắt nung đỏ thì chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta ở đây chúng ta nghe và chúng ta có cái cảm nghĩ thì rất là kinh khủng. Cái sự diễn tả của Đức Thế Tôn nó rất là kinh khủng, nhưng mà người đó vì họ cái ác nghiệp của họ nên họ phải khổ liên tục trong cái cảnh khổ địa ngục, họ phải chịu những cái đau đớn thành hạ họ suốt một cái thời gian lâu dài ở trong cái cảnh giới địa ngục. Và những cái bị Yama hay là những cái vô đầu mã diện hay là những cái người mà hành hạ tội nhân đó ở trong cái địa ngục đó, người đó càng hành hạ người đó, càng hành hạ càng ăn lên, họ càng đập những cái tội nhân đó thì họ càng quýnh hơn nữa, càng quýnh hơn càng nhiều cái sự đau khổ hơn nữa. Như vậy á, thì chúng ta cũng biết rằng đối với kinh điển Phật giáo Nguyên Thủy đó thì những chúng sanh mà hành địa ngục gọi là diêm vương đó đều là những vị chư thiên, mà những vị này đó nửa tháng thì hưởng phước cõi trời tứ đại thiên vương, nhưng mà nửa tháng thì họ xuống dưới địa ngục họ hành hạ những cái tội nhân, cũng giống như những người ở đời họ làm những cái việc làm đánh đập điều tra tội phạm vậy đó, họ càng đánh đập họ càng khai thác được đó, họ lại càng vui mừng. Thì cũng như vậy những người giữ địa ngục đó họ hành hạ những người tội nhân đó rất là nhiều cách hành hạ, họ đánh đập những họ lấy dao kiếm hay là họ kéo lên than đỏ hoặc là những cái ngọn lửa chăm những cái chỗ đó. Nhưng mà những cái người tội nhân dù là những cái cảm thọ đau đớn kinh khủng như vậy nhưng mà họ cũng vẫn chưa được tiêu trừ, dù là một ngày, một giờ, một năm, một tháng, nhiều giờ, nhiều thời gian như vậy, cho đến khi nào
mà họ thoát khỏi địa ngục thôi. Chứ họ chưa thoát khỏi địa ngục thì họ vẫn ở trong địa ngục, chết đi sanh lại, chết đi sanh lại, và họ chịu những cảm giác khống mà thống khổ khốc liệt như vậy. Và những người cai địa ngục đó thì quý vị thấy trong cái địa ngục đó được mô tả xung quanh từ bằng sắt, ở trên là cũng bằng sắt, mà cái địa ngục bằng sắt được nung đỏ, có nghĩa là lửa cháy những cái tấm sắt đó nung đỏ như vậy. Và cả 100 do tục rộng chiều cao. Thì Đức Phật Ngài nói rằng dù là Ngài có nói về địa ngục và nói khổ của địa ngục quá nhiều như vậy, nhưng mà cũng không có thể nào nói hết được. Cho đến khi mà người đó từ địa ngục chết rồi đó, họ sanh lên làm đàn sanh. Nên đó, chúng ta cũng thấy rất là nhiều chúng sanh từ địa ngục đó, mà sanh vào địa ngục nhiều hơn là từ địa ngục sanh qua bàn sanh. Rồi từ bàn sanh đó, sanh ra những cái chúng sanh khác nữa đó, nó cũng rất là một cái thời gian. Thì ở đây Đức Phật Ngài mô tả những cái chúng sanh nó sanh ra mà khi mà ăn cỏ có những loại sanh vật sanh ăn cỏ là những loại bàn sanh đó. Thì ở trong đó có những loài trâu bọ, ngựa, dê, lừa hoặc là lạc đà, những cái loại mà nào mà ăn ăn cỏ đó. Thì Đức Phật Ngài cho rằng cái người đó khi đó trước đó trách nhiệm ở đây, bây giờ họ sanh lại mang cái thân lông sừng ăn cỏ và cộng trú những loài hữu tình. Và những loài này có một cái điểm mà Đức Phật Ngài nói rằng trước khi họ lạnh ở đây, nên khi mà họ thấy cỏ đó, họ nói với nhau, họ nói với nhau hãy đến đây ăn cỏ, hãy đến đây ăn cỏ, thì những cái loài đó nó chạy chung lại với nhau để nó ăn cỏ. Thì cũng giống như là chúng ta nghe hay là chúng ta coi những cái loài lân sơn dương hoặc là những loài trâu, loài bò, loài ngựa, loài những bầy đàn đó, những cái loài ăn cỏ đó, cỏ thì nó chạy đến nó ăn. Và Đức Phật Ngài nói cũng có những loài bàn xanh nhưng mà nó ăn phân, ăn phân. Thì kể ra những loài giả can hoặc những loài chó, heo gà, loài ăn phân đó, thì chúng ta thấy có những cái con vật nó ăn cái loại phân. Thì Đức Phật Ngài chung á, là Ngài nói đó, những người kia trước khi tạo nghiệp ở đây, có nghĩa là những cái người đó họ có cái thân nghiệp á, thì họ chỉ lo ăn uống, họ chỉ lo làm những việc ác, chứ họ không có cái thân hành thiện, nên họ phải sanh trở lại làm những cái loại ăn phân. Nhưng mà họ ngửi mùi phân, họ thấy phân rồi họ chạy đến, họ kêu đồng loại và những chúng sanh cộng trú với những cái nghiệp ác nói chung. Và Đức Phật này nói đến thường những cái loài mà sanh trong bóng tối, ví dụ chúng ta thấy ở trong ruột chúng ta có con côn trùng, những con sán, con dung nó ăn ở trong bụng chúng ta, nó sanh trong bụng và nó lớn trong bụng và cuối cùng nó cũng chết trong bụng, hoặc là có những loài nó chết khi mà chúng ta đi cầu ra ngoài thì nó bị ánh sáng làm cho nó chết đi. Đức Phật này nói về những loài mà sanh ở trong những cái loài ở trong bóng tối và nó cũng chết trong bóng tối, nhưng có những loài sanh trong bóng tối chết vào sáng, có những loài sanh ở ngoài bóng sáng nhưng mà chết ở trong bóng tối. Nói như vậy đó để chúng ta thấy rằng nhìn đời đó, thì chúng ta thấy rất là nhiều những cái loài côn trùng, những cái loài bàn sanh, những cái loài sanh ra ở trong cái hình thức trong con người của chúng ta hoặc trong xác những con vật này kia nọ. Nó cũng rất, chúng ta nhìn vào trong đại dương, nhìn vào trong sông, trong suối, trong ao hồ, thì chúng ta biết rằng rất là nhiều những cái chúng sanh. Nên khi mà định nghĩa chúng sanh theo vi diệu pháp thì có danh và sắc. Sắc là cái thân của con vật, danh là cái sự biết hay là cái sự vận hành của cái thân thức, hoặc là vận hành của mắt, chúng ta gọi là tâm nhận thức,
hoặc là mũi tâm nhĩ thức, hoặc là miệng tâm thiệt thức, hoặc là biết từ nơi thân thì chúng ta gọi là tâm thân thức. Nếu mà chúng ta nhìn vào ví dụ pháp theo lời dạy của Đức Phật thì chúng ta nhìn vào những cái loài nào, bất cứ một loài nào nó có sự sống, nó có hơi thở, hoặc là trong nước, hoặc là cái thân của bất cứ một loài nào. Và Đức Phật ngày nói đến là như vậy để chúng ta biết rằng một cái loài hữu tình nào đó tạo cái nghiệp đó thì họ phải sanh trong những cái loài cá thúi, họ chết trong cá thúi, những cái tử tư thúi này kia nọ, những cái chỗ mà mình thấy rất là ghê tởm, nhưng mà có những cái sanh nó vẫn sanh ở trong đó, và nó vẫn phải ăn ở trong đó, và nó vẫn chết ở trong đó. Thì Đức Phật nói như vậy để chúng ta thấy rằng những cái loài tạc xanh và nhìn vào ở trong cái vũ trụ này thì chúng ta thấy rất là nhiều những cái loài mà thú vật, động vật, sinh hoạt thì nó cũng rất là nhiều cái hiểm họa bản thân của nó, và nó là những cái loài vật thực cho những cái loài sinh vật to lớn hơn và có khả năng để sát hại nó. Và Đức Phật ngày nói đến một cái hình thức là một con rùa mù dưới một cái bọng cây mà làm sao cao vào bọng cây được. Cũng như vậy, khi một người ngu đó mất cái thân người đó thì họ trong địa ngục là tái sanh trong súc sanh, tái sanh qua những cái loài ngã quỷ, tái sanh qua những cái loài Atula. Nhưng mà ở đây thì chúng ta biết rằng Đức 100 năm nó bị nổi lên một lần, thì chúng ta biết bốn đại dương đấy nó rộng hơn địa đại rất là nhiều. Và như vậy thì Đức Phật ngày cho chúng ta biết biển thì nó, và chúng ta nhìn vào khoa học hay là nhìn vào bản đồ, chúng ta thấy biển rất là nhiều hơn đất liền. Thì cũng như vậy, khi mà Đức Phật ngày nói một người khi mất được cái thân làm người rồi đó, để được sanh làm người thật sự là một cái việc thiên nan vạn nan, không dễ gì được sanh làm người. Ở trong đây thì chúng ta thấy không có nói đến ngạ quỷ, nhưng mà ở trong bài kinh Niền Ngôn này đó thì nói đến cái người đó nếu mà có tái sanh trở lại được làm người đó thì sanh trong những gia đình thấp hẹp, hoặc là những cái gia đình đi săn bắn, hoặc là đan tre, hoặc là làm xe, hoặc là đổ phân, hoặc là quét rác, hoặc giặt giũ đồ đạc áo quần cho người này kia, rất là khó để kiếm được miếng giải cho ăn, hay là khó kiếm được đồ ăn uống như ý, vì cái người đó là một hạng tới, một cái người nô lệ, hay là một cái người mình nói chung là họ không có nhận được những cái gì tốt đẹp. Ngài đưa đến hình ảnh thí dụ giống như một người đánh bạc dịch đó, mất con, mất tài sản, họ bị tù tội như vậy, nhưng mà còn nhỏ hơn một người mà làm mất cái thân người với những cái thân nghiệp ác khẩu nghiệp. Ít ác đi, vì nếu người đó sanh vào những người biên địa hạ tiện, những người mà không có gặp được những bậc hiền trí, những bậc chân nhân. Như vậy thì Ngài muốn nói đến một cái chúng sanh với cái Phật trí mà Đức Phật Ngài với Thi Nhãn Thường Tịnh thấy được, những cái người đó khi làm như vậy đó, họ đã làm một cái việc làm cho bản thân, nhưng mà họ không có nhận biết được. Đức Phật Ngài nói như vậy đó để chúng ta có cái sự nghe biết và thấy được cái nguy hại của thân khẩu ý,
Và cái hạnh phúc khi mà có được Đức Phật là bậc bậc đệ nhất, bậc nhất thiết chủng tiến và có cái khả năng để thuyết giảng, có cả những cái cảnh giới khổ đau mà Đức Phật ngài trình bày để thấy được cái người ngu đó khi họ thành như vậy đó, và họ sanh trong đời này đó, thì chúng ta cũng biết rằng xã hội đó, họ cũng vẫn thống kê là cái người giàu sang thì rất là ít, những người hạnh phúc thành đạt thì rất ít, những người đói khát thì rất là nhiều ở trong cái xã hội này, ở trong cái thế giới này. Thì chính theo là dạy của Đức Phật cũng tốt, cũng như vậy, một cái người mà họ sanh được làm người đó, nhưng mà họ sanh vào những cái người thành công đó, hay là những người tôi tớ đó, thì rất là nhiều, nhưng mà được sanh làm người chủ đó, hiếm hoi. Tại vì chúng ta biết một người chủ có hàng trăm, hàng ngàn người tôi tớ, hoặc là những người làm việc cho họ để họ trở thành người có của cải tài sản nhiều. Thì Đức Phật nói người ngu đó, khi họ sanh lên làm người đó, họ khó tìm được cái sự ăn uống, họ khó tìm được giải hoặc là những cái đồ vật dụng xài, họ khó tìm kiếm được những cái vật như là hương liệu hoặc là vải hoặc là giường nằm chỗ đố xứ mà tốt đẹp, thì họ rất là khó mà có được khổ hành ác, ý hành ác. Thì luôn luôn lúc nào họ cũng phải sanh trong cõi dữ, sanh trong đọa xứ, sanh trong địa ngục. Vì thường thường thì chúng biết rằng Đức Phật thì đưa ra những cái hình ảnh thí dụ rất là nhiều cách nói về một cái người mà đánh mất bản thân của mình. Bởi vì chúng ta biết rằng đối với đạo Phật thì Đức Phật ngài thuyết giảng như vậy đó, để chúng ta thấy rằng mình hoàn thiện bản thân đó, là tự mình hoàn thiện cái đạo lộ trong cái sự vui, trong cái sự tái sanh, trong cõi vui. Nhưng mà mình đã làm ác rồi, mình đã làm nghiệp ác rồi đó, thì nó phải dẫn dắt mình sanh vào một cái đọa xứ một cái thời gian rất lâu dài. Ở trong đây á, thì nói lâu dài là cũng nói đó, địa ngục mình ở trong đó không biết lúc nào, cũng là những cảm giác đau đớn mà mình thoát ly khỏi những cái cảnh giới địa ngục đó, cũng như giống như là những chúng sanh mà nằm mơ cho Đức Vua Bimbisara biết, hoặc là những vị đế vương biết được những cái hạnh nghiệp mình trải qua một cái thời gian lâu dài, từ 1, 2, 3, 4 Đức Phật, cho đến khi gặp Đức Phật Gautama thì ngài nói, ngài nói sau này thì sẽ có một cái vị vua, Đức Phật Kassapa sẽ nói thời kỳ Đức Phật, Phật Gautama đó, có vị vua là Bimbisara sẽ là thân quý của các ông và làm phước hồi hướng cho các ông, mà chúng sanh ở trong những cảnh giới khổ đau đó cũng lâu dài. Thì điều này đó, thì những cái câu chuyện hiện tại mà Đức Phật ngày ngày cấp với cái Phật trí đó, và ngày có thuyết giảng tại những sự tình và có đau, là mình nhìn chung vào những chúng sanh phải chịu những cái sự khổ đau trong đời này, mình lấy mắt mà nhìn nó thì rất là nhiều, và nếu mình có tai để nghe những cái người sanh ra họ chịu những cái hậu quả đau đớn, những cái bệnh hành hạ bản thân của họ, sống dở chết dở đó, thì những cái đau khổ này cũng diễn đạt mình cũng được nghe. Như vậy á, nhìn chung vào á, thì Đức Phật nói rằng những cái ác nghiệp đó, đó không phải do ai làm hết, mà chính bản thân mình làm, và chính thân tâm của mình bất tịnh nên mình tạo những cái nghiệp ác xấu, và cái cảnh giới tái sanh đó là không có hiện thiện cho những người tạo ác nghiệp. Nên từ cái hiện báo nghiệp, cái sanh báo nghiệp, cái hậu báo nghiệp đó, người đó có những cái sự trả quả là phải chịu cái sự đau đớn khi mà cái ác nghiệp đã chín mùi, người đó phải chịu những khổ đau rất là nhiều lâu dài. Như vậy thì chúng ta biết rằng Đức Phật đó, bậc thiên nhân chi đạo sư đó, ngài thuyết giảng để mang lại cái sự an vui và cho người thấy được những cái lỗi lầm và phải từ bỏ được cái lỗi lầm. Điều đó rất là cần thiết cho cái con người và cho cái chúng sanh. Như vậy thì
Như vậy thì bài học hôm nay đó thì con xin trình bày về cái phần nguyên nhân đó. Còn lại nửa cái bài học này đó thì sẽ để dành lại ngày hôm sau học. Bây giờ thì con xin chấm dứt cái buổi trình bày hôm thứ tư thiền ngu, mà trình bày về người ngu, còn phần người hiền trí thì là buổi học hôm sau. Bây giờ thì con xin thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại điều họp phần thảo luận và những cái lý pháp cần được chư quý ngài triển khai để hoàn hảo cái bài học hôm nay. Phước nào phát sanh được tính dân lên quý ngài con phần thảo luận vậy. Trước hết xin được thỉnh Thượng Tọa Thời Sư, không biết Thượng Tọa có ở trước máy và nghe được không? Nếu được kính thỉnh Thượng Tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 1. Một lần Thời Sư, Thượng Tọa có mặt ở trước máy và có nghe được không? Dạ. Thượng Tọa Thời Sư, chúng ta được biết rằng một người mà sanh ở kiếp sau thì kiếp này khi mà họ sắp lâm chung, họ sắp mệnh chung thì trong những giây phút sau cùng thì họ khởi cái tâm lành an lạc. Nhưng mà dựa trên điều này thì chúng ta nghĩ rằng như vậy chả lẽ chúng sanh trong địa ngục khổ hoài, và nếu chúng sanh trong những cái khổ như địa ngục đó mà khởi sanh được tâm lành vào giây phút lâm chung thì do cái nguyên nhân nào, ở trong trường hợp nào, và nếu cái ác nghiệp mà nó hết mãnh lực để giữ chúng sanh ở trong địa ngục đó, thì làm sao chúng sanh đó, phải chăng chúng sanh pháp sanh trở lại làm loài vật, rồi từ sanh lên làm người thô xấu, kém trí, rồi từ từ mới khá lên, có phải như vậy không? Xin kính thưa Thượng Tọa hoan hỷ cho vài cái suy tư của Thượng Tọa biết. Anh là một Phật thầy, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, trước hết là chúng ta đón một kinh điển dựa theo cái bài kinh Điều của Đồ Tát Sư Tát của Tịnh Thiền Sứ. Thì khi chúng sanh rơi xuống địa ngục, lúc đó Diêm Vương gặp họ và khởi lên cái tư cái tâm, và mới đặt những cái câu hỏi gửi cho họ. Này người kia, người có thấy lúc vợ thứ nhất hay không? Tức là thấy cái khổ bé đối với sự sinh mà nó khổ đau, mà nó nằm ở trên chính dưỡng phân và nước tiểu của nó. Rồi thấy thiền sư thứ hai là sự già, thứ ba là sự bệnh, rồi thứ tư là thấy hình phạt, rồi thứ năm là thấy cái một người chết. Có thấy không?
nên người kia giàu có thấy vậy, nhưng khi vừa thấy người kia khởi lên cái tư tưởng rằng người ta sẽ làm các đơn phương bắc báo hay không, nếu mà được thẳng chúng sanh này đem đi vào được hành hình vâng vâng thấy như vậy đó, bởi vì cái tâm thiện theo cái tâm pháp đó thì cái tâm thiện dục giới đó là nó đều có mặt ở trong 30 khổ hữu tâm hết, tâm thiện dục giới. Nhưng mà tâm thiện dục giới khởi sanh chi chúng sanh địa ngục ngạ quỷ xuất sanh ở tu la thì ít lắm, khó lắm, nhưng mà vẫn có bằng cách là họ được tự họ nhớ, hoặc là họ được cái sự gợi ý. Còn nếu không á thì cái quả còn di sót á, khi họ chịu lâu năm cái quả còn dư sót, cái họ sinh trở lại làm ngạ quỷ, quả dư sót sinh làm ngạ quỷ hay trở lại làm bằng sanh, rồi từ cái cổ ngạ quỷ bằng sanh đó thì dần dần họ mới tỉnh táo hơn chút, tức là họ có thể cảm thấy là cần cái phước, hay là họ khởi lên cái tâm thiện chút ít. Do đó cho nên khi mà thân nhân làm phước họ hướng, thường thường các loài ngạ quỷ họ trông chờ cái phước báo thì họ sẽ thể hiện cái phước đó để sanh. Nhưng mà khi họ sanh lên, nếu họ sanh làm người thì do cái hậu báo nghiệp của ác nghiệp ở trong quá khứ họ đã làm, cho nên sanh làm người như trong bài kinh ngày hôm nay mà Đức Phật này mô tả, thì khi mà họ sanh lên làm người thì họ có một cảnh họ sinh ở trong một cái gia đình nghèo khổ, giai cấp thấp, hoặc là họ làm, họ sinh sống bằng những cái nghề nghiệp mà hạ liệt, và nếu như mà trong cái khoảng thời gian này mà họ ý thức thêm một chút, họ kham nhẫn chịu đựng và họ tích cực tu tập hướng tâm an trú trong thiện pháp, dần dần thì họ mới bắt đầu họ chuyển đổi cái nghiệp, họ chuyển đổi cái nghiệp và họ sẽ đi đến cái chỗ gọi là từ chỗ tối đến chỗ sáng. Nhưng mà cái giai đoạn đó là một cái quá trình dài khó khăn, bởi vì cái người ác á, khó làm thiện, người ác khó làm thiện, cho nên cần phải có một cái ý chí, cần phải có cái sự quyết tâm thì họ mới có thể làm thiện dần dần được. Nói tóm lại là
khi mà chúng sanh ở dưới cõi địa ngục khổ, họ cũng có thể khởi lên cái tâm thiện do một vài cái yếu tố như là chợt nhớ hay là nhờ cái sự nhắc nhở để gợi lại cho họ cái ký ức khởi lên cái tâm thiện. Nhưng mà cái này thì nó không phải luôn luôn được như là con người của chúng ta. Loài người của chúng ta thì khi mà chúng ta muốn nhớ đến các công đức phước báo thì cũng dễ. Tuy nhiên cũng có một số nhân loại vì họ không có quen làm cái điều thiện, không có quen làm cái điều công đức, do vậy khi mà họ muốn an trú, họ muốn khởi được cái tâm thiện thì cũng khó chứ không phải dễ. Nhưng mà lấy những cái thiện pháp nhỏ nhỏ, ví dụ như là cái sự lễ phép, cái sự kính trọng người lớn tuổi, kính trọng cha mẹ, ông bà, hay là họ có hiếu với cha mẹ, ông bà, đó cũng để như là một thiện pháp. Thì chứ còn nói đến cái chuyện mà thiện pháp bố thí thì giới và hành thiền thì đến loài người của mình còn khó, được nói chi là chúng sanh ở dưới cõi địa ngục. Bởi vậy khi mà chúng ta sanh ở làm người á, chúng ta cần phải trân trọng làm người của chúng ta, và chúng ta làm các công công đức phước báo thành Ajinaka Kamma, tức là cái thừa nghiệp, thì như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta có được cái sự may mắn trong cái sự tái sanh luân hồi. Lỡ sanh xuống địa ngục nhưng mà không bao lâu mình sẽ có được cái tâm thiện để mình sanh trở lại làm người. Thì đó là một vài điều mà chia sẻ với chị cái câu hỏi thảo luận số 1 mà thượng đế giới đẳng bình nêu nó buông ta bây giờ. Sau cái trình thượng tọa trời siêu, thượng tọa chỉ quyền ấy, thượng tọa có mặt ở trước máy và nghe được không? Thượng tọa xin thượng tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 2. Một lần nữa xin hỏi thượng tọa chỉ quyền có được không? Nếu tọa học tăng đang có mặt ở trước máy, xin thượng tọa học tăng không? Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa pháp thân thượng tọa có mặt ở đây. Thượng tọa pháp thượng tọa thân có mặt ở trước mấy. Dạ. Thượng tọa thân có nghe được không? Nhớ tọa pháp thân nghe được xin tọa thân. Dạ, thấy sư tự trì. Ồ, dạ rồi, dạ được. Thưa Thọ Tân ơi, mình thấy có cái hiện tượng này là có những vị rất là, có những chúng sanh bị hành hạ rất là khổ sở. Dạ, quý vị ở đây chúng tôi hỏi tùy theo chư Tăng. Quý vị đừng để ý cái số con số thảo luận. Đó là câu này, câu số 2, chủ đề câu số 3, tại chúng tôi sẵn sàng quý vị quan hệ, đừng để coi, đừng sửa thế được. Có những chúng sanh mà họ bị đầy đọa khổ sở, tức là họ ở những nơi rất là dơ, ăn uống rất là thiếu thốn, hay là bị hành hạ rất là khổ ở trong địa ngục, hay là sao có lạ là họ không chết. Mình bình thường á, mình chỉ té chút lực cũng có thể chết, ăn uống dơ chút lực cũng chết, hay là đời sống khổ chút cũng chết. Còn những chúng sanh này là chịu nhiều cái khổ không chết, chỉ dùng địa ngục chẳng hạn. Thì trên phương diện nghiệp báo, chúng ta giải thích sao về điểm này ở cái tỉnh Thượng Tọa Pháp Tân. Dạ, Nam Mô Bụt Cha.
Thamaya Bosakaya, con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tế Sĩ, Thượng Tọa Giác Đăng, Thượng Tọa Bát Đăng, Thượng Tọa Tế Viên. Và minh hạnh để đích tự trị sự nguyện thông của Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Theo con nghĩ rằng mỗi chúng sanh có mặt trong cuộc đời thì do nghiệp, nghiệp khiến cho chúng sanh có mặt, và cũng tội nghiệp khiến cho chúng sanh tồn tại. Cho nên là cảnh giới sung sướng, cảnh giới hạnh phúc, các cái cảnh giới chư thiên là những cảnh giới mà được gọi là hưởng phúc, có cái tuổi thọ nhất định của họ. Mỗi nhân loại thì có lẽ là cũng tùy thuộc vào cái thời kỳ, cái lúc tuổi thọ ít, tùy thuộc vào cái tăng giảm của cái chu kỳ của tuổi thọ của con người. Mà riêng về cõi địa ngục thì con nghĩ rằng cái khổ đó thì nó là do nghiệp, ác nghiệp bất thiện, cho nên họ mới sanh vào trong cõi địa ngục hay là cõi khổ. Nói chung thì khi mà nói rằng trong cõi địa ngục có nhiều khi thì do nghiệp còn, cho nên là qua cái sự hành hạ, cái nghiệp ác nghiệp nó hành hạ như vậy, nhưng mà họ chết đi sống lại, được mô tả là sự chết đi sống lại, có nghĩa là họ chết rồi do nghiệp còn, cho nên là họ vẫn phải sống lại để họ tiếp tục trả những cái nghiệp xấu đó, và cứ tái diễn đi, tái diễn lại hoài. Nào mà hết nghiệp thì sanh qua cảnh giới khác. Thì thường là ở trong cảnh giới cũng là cũng không thể nói rằng cái cảnh giới khổ đó rồi lại sanh lại một cảnh giới cõi trời hay là cõi này cõi kia được. Cũng trong cõi khổ đó, ví dụ như tiến hơn chút thì qua bạn sanh, là qua những chiếc xung tranh trong khổ cảnh, làm người nhưng mà nó không được cái sự may mắn nào đó, thì cái điều đó nó tùy thuộc vào nghiệp. Cho nên là thường là chúng sanh ở trong cõi địa ngục là chịu cái ác nghiệp, cho nên là họ chết đi rồi họ sống lại, họ sống lại rồi họ bị chết tiếp nữa, chết rồi họ sống lại, do cái nghiệp còn, cho nên là cái ác nghiệp còn, nên họ phải tập liên tục như vậy. Thì những cái loại bàn sanh á, nghĩ rằng khi họ sanh ra thì họ có một cái thân tướng, như là ở trong giải nói rằng là một cái người sanh ra cái nghiệp nó trổ cũng tùy thuộc vào cái thời kỳ. Người của mình hay hoặc là cõi người của mình có lúc thì như thế này, có khi thì như thế nọ, nó tùy vào cái thời kỳ đó. Thì nạn tai thì cũng bị trong cái thời kỳ thời gian đó mình bị cái nạn tai, phải cái thời gian đó thì mình không có bị nạn tai, rồi cũng là do cái thân. Như là nếu mà mình sanh lại làm người đấy, thì con nghĩ rằng khi mà sanh lại làm người thì cái người cũng vậy, con người của mình cũng vậy. Có người sanh vô trong cái gia đình thì giàu sang phú quý, chăn êm niệm ấm chẳng hạn, thì cái đó nó tùy thuộc vào cái phước của người đó. Cho nên là cái người đó họ sanh trong một cái hoàn cảnh là con người tham gia một cái hoàn cảnh hết sức là bi đát, nhưng mà họ
chúng thấy rằng những người đó thì họ sống cái chu nhũ trong cái quanh năm suốt tháng, họ không có cái nhà để ở, họ nằm ở dưới gầm cầu như vậy, nhiều khi đồ mũi mòn rắn đít, nhưng mà họ vẫn phải chịu trong cái cảnh đó sống. Thì cái thân tướng, nếu mà mình thường thường là cái câu mà người ta nói là nhà giàu đứt tay và ăn mày đổ ruột, nhà giàu ăn chút thì họ làm nó dữ lắm, phải chạy đôn chạy đáo, phải lo cái việc băng bó chữa vết thương đó, ấy rất là tích cực, bởi vì họ có điều kiện nên họ làm rất là tích cực để chữa cái vết thương, mặc dù còn cái ăn mày là cái kẻ khổ thì dù đổ ruột ấy, nó giống như cái người mà nghèo khổ thì đổ ruột đó, thì họ nó cũng so sánh giống như vậy. Thì ở đây con nghĩ rằng có nhiều khi ấy, chính cái nghiệp đó, cái thân tướng đó nó trổ ra cái người mà ở trong một cái hoàn cảnh sướng, cho nên là họ đi cái chân không thì họ cũng khó chịu rồi, cho nên họ đi đâu cũng phải mang giày mang dép để kính đạo. Nhưng mà có người ấy, thì họ đầu chân ấy, thì màn trời chiếu đất thôi, cái chân họ đi chân không, họ đạp lên gai họ vẫn chịu nổi, do cái hoàn cảnh của họ đi trong sỏi đá họ vẫn chịu nổi. Thì con nghĩ nó tùy thuộc vào cái thân tướng. Nhiều khi rồi mình ở trong cái như là những người mà ở trong vô gia cư, họ cũng có thể mình nhìn góc độ xã hội thì mình thấy thật sự là thương họ. Đối với một cái người tu tập như mình, một người tu tập về tâm từ tâm bi thì không nỡ thấy người ta khổ như vậy thôi, nhưng mà rồi được, họ chịu được. Và đó, nhưng mà có người thì chịu không nổi trong những cái cảnh khốn khó đó, như là những cái kẻ trẻ nhà giàu rồi so lại với những trẻ nhà nghèo, họ ăn không đủ no, mặc cũng không đủ kín, phải chịu do cái nghiệp. Thì con nghĩ rằng là dù là sanh ở cái chúng sanh nào thì thường là chịu trong những cái sự khó khăn đó do cái ác. Khi nào mà hết cái ác nghiệp, hết cái nghiệp đó thì họ mới là, bởi vì chính nghiệp nó cũng là một cái điều kiện để duy trì, để duy trì, mà có thể hiểu đó là như là trì nghiệp, tức là do cái nghiệp cho nên khiến chúng sanh đó bị khốn vô cùng, cái khốn khổ đó. Rồi nhưng mà họ cũng không phải chết dễ dàng, từ bỏ được những cái cảnh đó, từ bỏ được, mà họ vẫn phải chịu. Vậy sức khỏe khiến cho họ có đủ cái làm của họ phải có để họ chịu, giống như là mình nói là giữa con trâu con bò, thật sự ra thì họ nó kéo cài kéo xe thì rất là nặng đó, kéo cài nhiều khi mình thấy là những con trâu dầm nước dưới mưa như vậy, dưới sình dưới bùn như vậy, nhưng mà nó kéo vẫn nổi do là nó có cái thân tướng tương sức để chịu những cái cảnh khốn khó đó nha. Rồi là như mình thì con người của mình thì làm sao mình kéo cày nổi, cũng không thể nào mà kéo xe nổi như là con trâu con bò. Thì cái thân tướng nó con nghĩ là nó cũng tương xứng với lại cái nghiệp của họ để giúp cho những cái con vật đó nó có thể tồn tại được. Thì cái thời gian và thân tướng cũng như là cảnh giới tái sinh của những chúng sinh đó nó phải tương xứng. Ví dụ như là cõi trời đấy thì là họ hoàn toàn là hưởng phước, cho nên là họ thấy cái cảnh gì nó cũng đẹp hết, cái gì nó cũng hưởng được trong ngũ dục đủ, cõi trời dục giới hưởng đầy đủ, những ngũ dục được đầy đủ, cái gì là khổ. Nhưng mà cõi người của mình thì nó cũng có tẩn lộn, khổ có, vui có, hạnh phúc có, bất hạnh
có đủ hết, con nghĩ là như vậy. Rồi nhưng mà cõi địa ngục á, cõi khổ á, đã là nói là khổ khổ thì làm sao mà có vui được. Cho nên là liên tục, dù là sanh bằng sanh, cũng là chúng sanh là bằng sanh này, là đầu đuôi ngang nhau thì họ cũng lại là chịu khổ, trâu bò dê chó gì cũng khổ hết. Rồi là cõi địa ngục thì lại càng khổ hơn. Cho nên là cái đày đọ đó là cái nghiệp của họ. Tôi nghĩ họ, dù họ có chết đi sống lại, rồi họ sống lại rồi họ chết, đó cũng do là cái nghiệp để duy trì cái nghiệp sống của họ. Để họ chịu chịu những cái cảnh đó. Cho nên ở đây đó là con nghĩ rằng chúng sanh cũng sanh ra bắt nguồn từ cái hạnh nghiệp. Mình sanh ở cảnh giới tốt cũng là do cái nghiệp thiện của mình làm, mà mình sanh trong cảnh giới khổ do cái nghiệp bất thiện mình đã tạo. Con nghĩ là như vậy. Rồi sanh trong cõi người ấy, thì có khi đó là mình được hạnh phúc bởi vì có những điều mình làm những điều thiện, nhưng có khi thì mình cũng tạo những cái nghiệp bất thiện, thì cái quả của nghiệp bất thiện thì chúng ta gánh lấy những sự bất hạnh, những sự khổ đau ở trong đời sống, nó có lẫn lộn như vậy. Còn cõi địa ngục thì hoàn toàn là khổ, thì do cái nghiệp của họ nó còn, cho nên họ có chết đi sống lại thì họ cũng, và chính nghiệp làm cho họ được có mặt trong cái cảnh giới mà họ tái sanh, và cũng chính nghiệp giúp cho họ duy trì cái kiếp sống này cho đến khi nào mà mình hết cái nghiệp đó thì tự động mình sẽ không còn cảnh giới đó, không còn có mặt ở trong những cái hoàn cảnh như vậy. Cho nên là cái điều mà quan trọng ở đây thì do con người tạo ra, tức là cái hạnh nghiệp của con người tạo ra, và cái hạnh nghiệp đó là cái sự chủ tâm của mình. Khi mà mình có những sự cái khởi lên những cái tâm bất thiện như là tham sân si, mình hành động, nói năng hay là suy nghĩ, và do vậy đó thì mình tạo ra cái nghiệp, mà cái nghiệp đó là cái nghiệp không tốt của mình, cho nên là dẫn đến cái quả khổ. Thì có những cái nghiệp thiện khiến cho mình hành động, suy nghĩ đúng đắn, nói năng đúng đắn, hành động thiện thiện, thì con nghĩ rằng cái đó họ nhận lấy cái quả lành, mà họ có được cái cảnh giới an vui. Cho nên theo con nghĩ rằng ở trong một cảnh giới nào cũng vậy, đều là do cái hạnh nghiệp, và chính cũng chính nghiệp làm cho chúng sanh đó tồn tại có mặt, mặc dù là khổ sở như thế nào nhưng họ vẫn chịu được, họ để tồn tại. Nhưng hai mảnh đời của một hai con người, của hai con người hoàn toàn khác nhau, mà sống ở trong cái cảnh đó khốn khó như vậy nhưng họ vẫn tồn tại. Tuy nhiên thì nó có những cái điều đó thì mình cũng biết là có những điều do cái hạnh nghiệp để duy trì cho, nhưng mà đến một lúc đó thì tự động là họ không còn chịu nổi nữa, do cái ác nghiệp của họ trổ quả, cho nên là cái ác nghiệp trổ quả cho họ đó, họ không còn chịu nổi nữa. Và nói cách khác tức là cái trì nghiệp của họ, cái nghiệp mà không thể duy trì được cái mạng sống của họ, thì tự động họ lìa đời, họ chết. Như vậy thì chỉ rằng trong cuộc đời này đó, thì nói chung là người ta cũng muốn được hạnh phúc, ai ai cũng muốn mình được hạnh phúc, được may mắn đó. Nhưng mà rồi nó cũng xảy ra trong cuộc sống này, nó cũng muôn vàn nhiều, cũng có thể nói được. Vì vậy cho nên là con nghĩ rằng để mà sanh ở cảnh giới nào là do nghiệp, nhưng mà để tồn tại ở cảnh giới đó thì cũng là do nghiệp. Đến khi nào mà hết cái nghiệp đó thì tự động không còn, hoặc là mạng sống này không còn nữa, thì tự động không còn trả nghiệp ở trong cảnh giới đó, đúng không? Ở đây có thể hay là mình hưởng nghiệp ở trong cảnh giới đó. Con xin có cái ý để chia sẻ qua cái câu hỏi, như là câu hỏi số 2 ở đây. Con xin kính thưa chúng ta trả lời.
sau cái trình tòa pháp tinh thì tòa tây quyền ấy thì tòa có mặt ở trước máy và nghe được không? Nếu thưa tòa tây quyền nghe được xin chúng ta qua nghỉ trả lời cho câu tiếp theo. Thưa tây quyền, bài kinh này có một đoạn mà Đức Phật ngài dạy rằng: này các thị khép tôi, nếu người ngu ấy sau một thời gian rất có được làm người trở lại, thì người ấy sẽ sanh vào ở trong gia đình thấp hèn, trong gia đình hạ cấp, trong gia đình kẻ đi săn. Rồi vân vân. Lại nữa, người ấy thô xấu, khó nhìn, lục thấp hay bệnh, mù, có què hay bị bại, không thể có các đồ ăn, đồ uống, vải xa, phồng hoa, hương liệu, dược nồng. Rồi người ấy thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, vì hành thân ác, khẩu ác hành, ý ác hành. Sau khi thân quại mạng chung, sinh ra trong cõi dữ, ác thú đọa xứ địa ngục. Thì không biết sư tổ tự quyền có cái cảm nhận như vậy không, là cái bài kinh này Đức Phật ngài dạy rằng do cái nghiệp bất thiện á, chúng sanh chịu quả bất thiện, và cái quả bất thiện sinh ra phiền não bất thiện, phiền não sinh ra cái nghiệp bất thiện mà tiếp tục lợi lớn quấn nữa. Thì câu hỏi là phải chăng cái người mà nhận cái khổ báo do ác nghiệp quá khứ thường có cái khuynh hướng để tiếp tục cái vòng lớn vòng đó, thì tôi có thấy như vậy trong đời sống này không? Kính thưa tôi. Mô Bụt Thầy, Giá Nam Mô Tham Ma, Giá Nam Mô Sa Khai, Giá Thầy Thầy Chúng Tôi Khen Rõ. Dạ cầm. Chúng con thành kính đến Phật với giáo pháp và chúng tăng. Chúng con kính đến đến sự vô tỷ siêu, tôi với giáp đảng, tôi với pháp năng, tôi với tăng, tôi với thánh, tôi với trí sự minh thông, cục sư tăng đang thiên diện, tôi chờ với tôi với Phật tử. Dạ kính bạch thượng tòa, thì quả thật thì khi chúng ta nói đến một cái người ngu, người ác, với thân ác, khẩu ác, ý ác, thì kết quả của chính họ tức là đọa xứ địa ngục. Đây là giá trị thật. Và ở đây chúng ta cũng nói một điều nữa, khi mà tám xấu thì họ bị những cái tương xứng như thế này, tương xứng. Nếu là họ có lời, họ có phước, có thể sau khi hết cái nghiệp quả địa ngục mà sanh lại khổ người, thì bị những cái đau khổ như vậy. Đối với những người ác xấu mà lại bỏ sáng, mà lại ghét tị, mà lại ti tiện, mà lại đê hèn, tệ hại, vân vân, thì những chúng sinh nó là như thế. Còn có thể nói rằng có những chúng sinh thì như vậy, tức là những chúng sinh nó sanh ra chắc chắn như mọi người nói là từ chỗ tối phải đi đến chỗ tối nữa. Bởi vì họ sanh ra nghèo khổ, đối khác, đối rách, và chính vì họ làm, tiếp tục họ làm những cái việc ác để cuối cùng phải chịu lãnh một cái quả ác. Bởi vì cho nên khi mà làm ác á, chúng sinh làm ác rất là dễ, từ trong cái sự cái nghiệp khổ luân hồi của chúng ta đó, nó rất là nhiều, và khi chúng ta cứ trồng chất lên. Cũng có một ít người, ví dụ như bây giờ chúng ta tính tâm, thân ác có thể là thân ác, khẩu ác, có thể là nhiều khi chúng ta bị thân, khi chúng ta bị một khẩu ác gì đó, giới hạn các bậc tu hành hay các những người trưởng thượng lớn, hay hoặc là chúng ta làm vi phạm một vài việc ác gì đó, thì phải nói rằng cái quả cũng tương ứng thôi, chứ không phải là chúng ta thí dụ bây giờ mình là con người có hào sản hào tâm, có người mình có nhiều cái thiện tâm, nhưng có một cái ác tâm khởi lên, thì những chúng sinh đó nó phải có sự dị biệt đau khổ. Nhưng điều mà trong thời đau khổ đó thì cái phước nó cũng nhanh chóng có thể là cái phước thiện nó có thể thì chuyển hóa một việc vị thứ nhất, vị thứ hai. Nên khi chúng ta sanh ra thì chúng ta bị khó khăn mũi ban đầu, nhưng điều mà có thể chúng ta được gặp sự thuận duyên khác, bởi vì cái nghiệp, nếu đó là cái nghiệp mà nó trả quả thì mà cái hậu báo nghiệp này thì rất là khó mà đoán định được. Bởi vì có những người nghèo sanh ra nhiều khi thiếu và bị chính họ tìm được cái sự sống bị bỏ rơi, bị quăng, bị lăn lóc, bị như thế này thế nọ, và không có ăn, không có mặc,
Nhưng đến khi khi họ lớn lên thì cái nghiệp thiện của họ chín mùi là cũng có thể gặp được nhiều cái sự may mắn, được gặp nhiều cái sự tự nhiên trong đời này, nó cũng có như thế. Và có những mà đa phần là chúng sinh bởi vì thiếu phước, phải nói rằng bởi vì chúng sinh thiếu phước, cho nên vì vậy khi cái sự thiếu phước đó, chúng sinh đa số là ác nghiệp, ác tâm, tâm. Bởi vì như vậy cho nên nó cộng thêm cái nghiệp quá khứ, cái hậu quả nghiệp quá khứ nó dồn và nó trả thì chúng ta biết là tại sao mà chúng ta thấy là khi chúng ta bị tai nạn hay chúng ta bị nghèo hay gặp nạn thì nó cũng có. Đó là tại sao? Tại vì ác cái trong nghiệp ác, cho nên chúng ta bị một cái chướng nghiệp nó xuất hiện thì nhiều chướng nghiệp khác nó cũng đồng sanh luôn, nó sanh ra. Cho nên chúng ta nghèo là mất cái eo. Mà tại sao những cái sự bệnh tật hay những cái sự đau khổ nó đều dồn về cho những cái người nghèo khổ? Bởi vì những người nghèo khổ sở hành, sở tâm, sở tánh và cách sống nó đưa vào một cái khổ đau như thế. Và chính họ nếu như mà họ sáng suốt, họ biết được ví dụ như ai nghèo, ai khổ mà ý thức được cái nghèo, cái khổ của mình do mình, cái ngu dốt của mình do mình không năng xin học, cái đau khổ của mình, cái thức không có do mình bỏ xẻ tiền thân hay do mình đã bị sinh vào cái gia đình thấp kém vân vân, hay là mình thiểu trí vân vân, thì tất cả những điều đó nếu như chúng ta hiểu biết được cái nghiệp quả thì chúng ta dừng lại ngay, là chúng ta không có tiếp tục làm ác. Nhưng có những người thì thường tức là họ nghĩ rằng họ đau khổ cho nên họ phải danh dự, họ phải làm những cái việc ác để họ tồn tại, để họ chứng minh. Mà chính những con người như thế thì lại ác, để chồng lên ác nữa, tiếp tục cái hữu duyên sanh ra kiếp người nếu điều họ không có những sự tự nhiên đó. Bởi vì cho nên kính thưa quý vị, chúng ta thường làm cái việc thiền, chúng ta phải năng làm cái việc thiện, phải năng làm cái việc thiện để chi, để đỡ mà chúng ta bị một cái nghiệp ác ấy, thì nó cũng còn những cái khác nó cứu vớt được. Bởi vì ở đây nói ra có cái chúng tôi có những chứng chung bị nghe, ai dùng các hành lành để xóa mờ ác nghiệp chối sánh ở cuộc đời này như căn thốt mây che, thì ở đó nó cũng là một cái lý để cho chúng ta phải chuyển hóa. Cái sự chuyển hóa đó là do một cái ý niệm, ý thức. Chúng ta nói chúng ta ý thức chúng ta nghèo, chúng ta khổ, thì cái sự bất hạnh đó hay là cái nghiệp ác đó, nó cũng chẳng đứng được một phần, có thể ngay hiện tại hoặc là cái kiếp lai sinh của chúng ta từ tới, không có phải lồng vòng lẫn dần lẫn quẩn, này là nó có thật. Bởi vì chúng sinh thì từ chỗ xấu, từ chỗ tối đi đến chỗ đa phần là vậy. Còn nếu như chúng ta được hữu duyên, chúng ta từ chỗ sáng tới chỗ càng sáng nữa thì không nói, nhưng quả thật bất hạnh vì những ai từ chỗ sáng đi đến chỗ tối, thì những người từ chỗ tối đi đến chỗ tối nữa, đó chính là những là ác. Mà cái tâm ác như vậy, cho nên khi gặp cái môi trường khởi tâm ác lên, nó làm cách nhanh chóng. Và đó chính là từ tiền thân đã là như thế, hiện tại đã là như thế, tiếp tục như thế thì tương lai chắc chắn rằng nó lại càng đau khổ hơn nữa, tiếp tục đọa địa ngục và sanh trở lại một cái tình huống là cái thói quen như vậy. Cũng như quý vị biết là cái người mà tự giận là có người đó, tại sao mà nó bị tự giận hoài? Nhưng không nhớ là như là cái thời gian tức là khó thì sanh để làm người thì họ gặp cái đau khổ, họ không thể vượt qua được, họ nghĩ tới cái chết, cái ca nghiệp đó nó trồng chất. Cho nên quý vị biết ngày hôm nay ở cuộc đời này
chúng ta ít có thấy cái sự nguyên sinh của họ hay là cái sự chết của họ, chứ họ chỉ cần bực bội khó chịu là họ có thể tự giận liền, họ có thể có nguyên sinh liền, có chết liền. Họ nghĩ rằng chết để giải thoát cái khổ đau, và cứ như thế họ cứ sanh. Bởi vì chúng ta gọi là cái hôn, thật ra phải là cái hôn mà chính là cái nghiệp khổ của chính họ, cái nghiệp tự giận của chính họ phải dẫn họ tới trước sau là cũng chết. Dạ. Thì cứ như thế đó, có khả năng là đối với người ung, người ngu, người ác mà si sinh lại làm người, nó bất hạnh dễ tạo ác đây, thường là như thế. Và cứ thế là cái vòng luẩn quẩn của khổ đau tiếp tục cứ như thế. Bởi vậy chúng ta biết là phải nói rằng là để có một thiện tâm thì nó rất là khó. Để có cái dịp, có cái điều kiện nó thể nó xảy ra cho chúng ta thì nó rất là khó. Nhưng nếu ác tâm thì rất là dễ, mà sự xu hướng lại càng dễ hơn. Nhiều khi mình bị cái tự tha nó quen rồi, xu hướng để cái chỗ xu hướng mà chúng ta làm ác mà chúng ta không biết, thì cũng như thế, nó rất là dễ. Một, chúng ta khó có cầm lòng vì ghét. Và chúng ta nhiều khi chúng ta biết, ví dụ như mẹ vậy đó, như người mẹ vậy đó, như người cha vậy đó, làm tất cả những cái việc đều ác để cho người con mình tốt đẹp, chấp nhận hình tội, chấp nhận tất cả quả của đời sau để cho người con của mình, để cho tương lai con của mình. Và vì như vậy thì chúng ta thấy bao nhiêu đó thôi, chính suy nghĩ tới cái điều đó và là cũng là một điều sai, mà là một điều tốt. Ngay cả một điều như vậy đó, bây giờ cha mẹ vì cái sự đói khổ, vì cái sự thiếu thốn của người con của mình mà đi thân ác khẩu ác và ý ác như thế, thì kính thưa quý vị, chắc chắn rằng cảnh giới khổ đau như thế do cái gì? Do nô lệ và tham ái, chấp là đây là con của mình, đây là cái nấm ruột của mình, đây là máu huyết của mình, giọt máu của mình, đây là công mình sinh ra, cứ chấp khổ chấp ngã và đối diện với tất cả để bảo vệ cái người con của mình, hay là chấp hữu chấp ngã để bảo vệ cái ta của mình đó, cái ta của mình đó, cái của ta của mình đó. Thì chính chúng sinh bị lòng vòng lẫn quẩn trong khổ đau này mà không bao giờ chúng ta khó có thể vượt qua được cái khổ đau. Ngay tự mình đã là một khi cái đau khổ rồi, mà phối hợp cộng thêm người thân, con cái, gia đình chấp hữu chấp ngã, tự ái hoặc là bực bội khó chịu, thương tiếc gì đó, tất cả những cái khi trôi xa tầm tay với những gì mà chúng ta đang có và nó mất đi, thì chúng ta đau khổ, thì chúng ta đau khổ như vậy rồi, thì kính thưa quý vị, mà nó cứ như thế, nó lực vòng sinh tử lăn trôi, nó chuyển quá không bao giờ dừng lại được. Và có thể nói tất cả chúng ta đã từ chỗ tối đến chỗ sáng, từ trong quá khứ và ngay trong hiện tại cũng vậy. Nếu như chúng ta đang ở trong cái chỗ sáng rồi, thì chúng ta biết thiện tâm nuôi dưỡng những cái thiện pháp của mình, nuôi dưỡng những cái và cái ý niệm của mình tốt đẹp để cho tất cả chúng ta được tốt đẹp ở tổng hay sao. Chứ còn nếu như mà chúng ta không biết trân quý, thì quả thực chúng ta biết nhân biết quả mà chúng ta lại không vượt qua được, thì đó cũng chính là một cái sự thiếu phước, đó là một cái sự cũng là một cái sự có lỗi của chính mình có lỗi với cái sự tử sinh của mình, khi mình biết mình có thể làm những thiện sự, khi mình biết mình có thể vượt qua đó, những hiểm nạn đó, nhưng chúng ta không vượt qua nổi. Bởi vì sao? Bởi vì cái sự chấp phụ chấp ngã, cái này nó rất là dễ. Quý vị có thể giận hờn với nhau, có thể không đồng lòng với nhau, không hòa hợp với nhau một chút xíu thôi, thì từ cái đó là phân kỳ phân ly, từ cái đó đưa ra một sự chia rẽ, từ cái đó đưa ra một cái nhìn ác cảm, một cái lời nói nó không hòa hợp, một cái ý nghĩ không có chấp nhận với nhau, bằng mặt không bằng lòng, hay là vừa không bằng mặt mà cũng không bằng lòng, vân vân, tất cả đều là do cái sự hiểu sai, do cái sự chấp ngã của
chính mình. Sự thật ra, chính nếu như chúng ta hiểu được cái điều đó thì chúng ta biết tránh né, biết tránh né. Cho nên tất cả chúng sinh đi từ chỗ tối thường, nếu như không sáng suốt sẽ đi đến chỗ tối. Đây là chúng ta đừng có nghĩ rằng chúng ta có đầy đủ tiền của tài sản hay là địa vị danh vọng gì rồi chúng ta tự chúng ta cho chúng ta, hay là chúng ta nghĩ rằng chúng ta làm những cái điều này điều kia, nhưng chưa chắc những cái điều đó nó lại là chuyển hóa cho chúng ta. Là chúng ta nhiều khi đó chúng ta đang được thuận may, có cái tiền của cái tài sản, có cái địa vị vân vân, nhưng nếu như chúng ta chỉ gây một cái những cái điểm ác, những hành động ác, ta mất tất cả. Rất là quan trọng. Cho nên có thể nói rằng người ngu ác làm người thường thì rơi vào cái bất hạnh, rơi vào cái sự thiếu thốn, rơi vào cái sự khổ đau. Và chính vì cái sự khổ đau, vì cái sự thiếu thốn đó, cho nên họ hướng tâm ở cuộc đời thì họ thường là tranh giành. Cho nên từ chỗ tối là đi đến chỗ càng tối hơn nữa, thì chắc chắn nó thường là như thế. Thì cái bài thần tội đây chính là câu trả lời chính con của quân chiều của tích cực của thần thần tội âm mưu của thầy dạy. Sa thú kính trình cho tòa tuyên quyền. Thưa vị, chúng tôi xin nói một vài lời trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay. Là nếu chúng ta đọc kỹ vào trong bài kinh này, đoạn đầu thôi, thì chúng điều rằng Đức Phật dạy rằng một khi mà chúng ta đã rơi vào gọi là ác đạo, nó là một cái vùng lẫn quẩn rất là khó thoát. Nó không có đơn giản như chúng ta nghĩ rằng vào ra. Chúng ta biết ba cái thí dụ ở trong cuộc đời này, đó là một cái người nghèo mà đi vay nợ, nhất là trả lãi cao, trả tiền lời cao. Thì thật ra quý vị, cái nghèo nó là sanh thêm nợ, nợ sanh thêm nghèo, rất là khó thoát khỏi. Và ai mà có nghèo có thứ nợ mới hiểu được điều đó. Và một điểm thứ hai mà chúng ta được biết đó, là có rất là nhiều người họ ở tù rồi họ rời khỏi nhà tù, ngoài họ gặp cái sự kỳ thị ngược đãi của xã hội thì họ lại tạo thêm tội ác rồi vào nhà tù. Cái chuyện đó cũng rất thường xảy ra ở trong cuộc đời này. Và một cái thí dụ khác mà chúng ta thấy rằng có những con người đã làm xấu rồi mà chịu khổ rồi, nhưng cho cái khổ đó họ làm xấu thêm, chuyện đó chúng ta cũng thấy nhiều. Bởi vì ở tại các quốc gia Phật giáo, người ta thường tổ chức đời sống làm sao cho hàng ngày, buổi sáng, buổi chiều có thể thắp hương, dâng hoa đến bằng Phật, biết lại cha, lại mẹ, thỉnh thoảng biết đi chùa, tháp, lễ bái, rồi biết nghe Pháp, thân cận bằng thiện trí, để chúng ta ra khỏi cái phòng lẫn quẩn đó. Còn con người chúng ta sống mà không có khéo á, chúng ta sống khéo là cái tâm chúng ta đã xấu rồi, thì chúng ta lại a tùng theo kẻ xấu, chơi với bạn xấu, suy nghĩ điều xấu, nói điều xấu, làm điều xấu, và cái xấu này nó đi lẫn quẩn xấu kia. Chúng ta cảm thấy trong cuộc đời này rất là dễ dàng, có nhiều người đó, cái tính họ đã xấu rồi, nhưng mà họ không biết cách để vượt ra khỏi cái vùng lẫn quẩn đó, là không có thích thân cận bậc thiện nhân, không có ưa nghe diệu pháp, không có hành thiện, và đời sống họ tới nuôi những điều đó. Do vậy, khi đọc bài kinh này, chúng ta phải tự nhắc mình một điều như vậy là một khi mà chúng ta đã rơi vào ở trong cái vòng lẫn quẩn của ác hạnh, của khổ quả và của phiền não rồi đó, thì chúng ta rất khó ra. Ở trong lớp học này có một người Phật tử, mà người Phật tử đó chuyên giúp cho những người vô gia cư, những người homeless ở Mỹ này. Và chúng tôi đã từng nói với người Phật tử đó, mình ở Mỹ này, người Mỹ không có thể bỏ ra bao nhiêu tiền giúp cho người ta đi bệnh viện, trả Medicare, tại sao họ không bỏ vài chục ngàn để giúp một người mà không nhà cửa, mà có được cuộc sống bình thường,
trên lý thuyết thì nghe về rất thú vị. Không phải chính phủ Mỹ không làm được, xã hội không đủ sức mạnh, nhưng mà phải nói rằng một người mà họ đã rơi vào trong tình trạng homeless rồi để trở lại cuộc sống bình thường khó khăn đủ thứ, khó lắm, rất khó về mặt thể xác cũng như tinh thần, khó khăn lắm. Nên chúng ta nhớ một điểm như vậy là nó có những cái sơ sẩy trong đời sống mà ví dụ như chúng ta sống bình thường không nói gì, một người đã nghèo rồi mà đã vay tiền để sống rồi thì từ cái tụi nó đẻ ra nợ, nợ đẻ ra nợ và tiếp tục lẫn quẩn, có khi cho đến chết của thoát khỏi nợ. Đó là trường hợp rất nhiều xảy ra. Tại vì chúng ta đọc nhớ câu chuyện về Đức Phật đó, ví dụ con ruồng và nhiều chuyện khác ở trong cuộc đời đó, thì vậy thì riêng về phần đầu thôi, nói về nghiện người vô tư cũng nhắc chúng ta thấy một điều rằng chúng ta rất may mắn được nghe pháp, chúng ta may mắn có những ngày hít thở cái không khí trong lành, rất may mắn có những giờ phút sống bằng thiện tâm. Nếu chúng ta không có những thứ đó, thưa quý vị, đời sống của chúng ta sẽ tiếp tục tạo những cái ác nghiệp, nhận những ác báo, và cuối cùng từ cái ác báo chúng ta lại tiếp tục cái ác hạnh, rồi lẫn quẩn. Chúng tôi hy vọng rằng sau bài kinh này chúng ta sẽ sau bài phần hôm nay chúng ta sẽ nghe từ đoạn tự siêu ngày thứ 6 giảng bài kinh kế tiếp, phần kế tiếp của bài kinh này sẽ cho chúng ta nhiều cái gợi ý rất là quan trọng của cuộc sống. Xin được kết thúc sinh hoạt hôm nay của trung Phật pháp của Đa Đa Ma, kính thiền chi tôn đức đã vào trung để thuyết giảng. Lãnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Thầy Giảng.